tôi nước được rồi. Nước thì cho đấm hết rồi chứ. Nước thì hút thuốc. Nước thì không chọn nước đủ. Nước thì không chọn được quá. Ngày nào cũng phải kiểm tra bằng ngón tay đấy. Ngày nào cũng phải kiểm tra đâm lên ngón tay thuốc không tí nước. Nước ướt rồi. Nước ướt quá, nó ổn nữa. Chứa bỏ ruộng hoa bao nhiêu tấc đất đất vàng muốn nó thì phải trăm ngàn một ngàn tóc vàng những giọt mồ hôi. Nhau xuống biển mà phun gạt sang bên kia ít tắt nên nhiều quá nên tôi anh đang đứng á. Em ơi, ông này ít tắt. Đất thì cho sao? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Vẫn thu vẫn nên hai buôn Apple. Thì ra cái này nó là cái gì đây? Thằng nào nó phun tới nó làm tụi bậy.